Dạ, Hương Nguyễn miền Tây chào ông bà cô chú anh chị bạn đến với kênh nha. Cả nhà ơi, hôm nay Hương Nguyệt sẽ dẫn cả nhà đi xuống hầm của bà ngoại mình mò bơm trên trang cả nhà ơi. Thì mình sẽ đi về, mình sẽ xào lên rồi mình gói bánh tráng á. Lại chuẩn bị đi mò cái trời mưa lâm dâm. Ngâm. Ủa cá ngớp quá trời. Mình mới đi coi đá banh về, mặc đồ đá banh đi mò cho cả nhà xem luôn. Thì cả nhà cùng đi mò với mình nha. Bữa nay Hương Sương bệnh cũng bắt Hương Sương đi. Mấy Sương bữa nay mới đi Thái Lan tỉnh giọng về cái nhà giọng yếu. Mới đi Thái Lan. Bỏ dép đây nè. Bởi vì mưa tớ rồi. Hôm nay ba nay cha thích. Mưa. Em phóng xuống giảm em nha. Em phóng xuống giảm em nha. Chị chỉ cho mấy đứa mò nè. Mấy đứa gà gà cái vỏ đúng không? Thấy có cái lỗ hay lớn gì nè. Là nó đó. Cái gì? Con dẻm á. Là gà gà cái vỏ là thấy cái lỗ bị lớn như nè. Mà nó không. Thì nó đúng không vậy? Lạnh quá. Đúng rồi, anh ơi. Không dám. Bò đi. Mình phải gà gà cái giò đó nha. Lạnh lắm á cả nhà. Lạnh thiệt á chị. Rất lạnh quá. Luôn luôn á. Tính ra nước này nó còn nó trong luôn. Đúng rồi. Thấy chưa? Chưa nữa rồi nói vậy em vẫn chưa thấy luôn hả? Con đang gà nè. Đi được một con nè. Người ta hay học mít nữa. Ở đây trồng cây nhiều ông. Ồ, ốc sần thôi. Ốc sần, xương là miếng xương. Em đang mò. Mò đứng đáy trời. Em đang mò. Em ngu rồi cả nhà. Giống đứng đáy. Ở đây ấy. Em lạnh quá em không dám chịu chị. Ít quá à. Lạnh quá à. Ngu đi nè. Có không chị? Có nè. Dạ. Có nghe bự không? Bự quá cả nhà nè. Nãy giờ em đi xương tiếng nãy giờ không thấy luôn á. Xuống mò nè. Xuống mò chị nè. Lạnh hơi hơi là đưa nữa đây. Ừ. Mát lắm cả nhà ơi, không có lạnh đâu. Nè. Nè chị Hai. Về mẹ chữ rồi nó lạnh. Để giờ mình thử thách đứa nào mò nhiều nhất. Thử thách được cái gì? Cái gì? Phải có quà chị mới thử thách được. Ủa con ốc nó bự nè trời. Nè. Con ốc bự hơn con giò cái của mình nữa cả nhà. Được rồi. Ốc bự dưới đó. Hợp nha. Hợp đi. Có mấy con nhỏ nữa nè. Hồi nãy thì em không ngọt, con diễn chưa vậy? Yếu rồi. Bữa mình mò đây có con ếch nè. Kè nó được hai con luôn kìa. Ghê chợ. Trời ơi. Đi hai con luôn đó nha. Bữa này không có. Em giật kìa mấy đứa. Cái đâu chị giật. Em lẫn cái gì vậy tôi. Nhưng mà chị giật ơi. Mơ bà đụng hoài. Không mới đụng mà chứ chưa đụng hoài. Đây nè, đây nè. Đói à. Ở đây mình phải biết ý mình mò được cả nhà ơi. Nói như đây không nhiều đâu, lần kia kìa. Lên đây nè. Lần kia nhiều á. Ốc bự không vô. Ừ, ốc bự không à. Cái đó mẹ mình bữa nay bị sốt rồi cả nhà. Không có xuống được. Hôm nay vắng bé Phụng nữa. Ừ, bé Phụng quên nữa. Bé Phụng hôm nay cũng bị bệnh luôn rồi cả nhà ơi. Hôm nay vắng bé Phụng nữa. Nên là bé Phụng không có đi quay. Đi quay được. Bé Sương cũng bệnh mà. Bé Sương còn khỏe. Bé Sương mới đi Thái Lan về.
Thấy gì không mấy đứa? Thấy chứ. Bữa nào chị không thấy được chị. Đúng rồi, em cũng không thấy được. Trời ơi. Ủa, hay vậy, ở đâu vậy? Chừng chứ đâu. Mình hỏi nó ở đâu mà nó trả lời cái chân mà thấy ghét. Hôm nay thấy mấy chị em Nha Trang của mình với gương đó nha. Em đạp trúng rồi nè chị Hai. Đâu rồi, bắt đâu rồi? Chị Hai đạp rồi. Đạp nha. Đâu rồi, một nắm luôn ấy. Có hai con à. Mà được một con chị. Nó bắt đầu có rồi cái nhà này. Đầu có rồi đó. Từ khám lạnh này nghe. Lạnh rồi nghe. Lạnh thì nghe. Nó không lạnh mà nó gung ờ. Da này nè, nó mới có nhiều á. Trời. Xuống ngồi dẹp nè anh em ơi. Dạ. 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 Dính gì vậy chị Việt, giống khi có gâu. Đừng bạc có gâu. Gâu, mọc gông luôn á nha. Đủ, ghê mày. Sao mình bắt con nhỏ nhỏ không á nha. Ừ. Hết hồn. Gì vậy? Con cá. Ở đây mình mò hang có khi có cá luôn. Trời ơi, sao? Thủ sơ. Mất tiền ta. Hàng mấy con ốc mới bị lộn nữa, hàng đây có rồi phải không? Chỉ như hàng đây nó có luôn. Hồi kia nó ít nhiều không? Hôm nay có nhiều cả nhà. Hai con ở nhà. Nào quá bất đắc đâu được. Một con nha. Một con nữa nha. Nghe cha. Đâu rồi, tiện bắp đít cái nó chạy mất tiêu luôn rồi. Nó chổng đít lên luôn mà. Ủa con không phải. Con gì á? Lộn rồi, không phải ơi. Thấy ghê không? Ghê. Ghê không? Hai con luôn nè. Ghê cha. Ghê cha. Ở đây nhiều lắm á. Mình mới đổi qua bên kia. Mình mới ở bên kia nè, đổi qua bên đây rồi. Ở bên đây con nè. Ủa một lỗ ba con luôn. Không có không? À có nè, có. Ồ tính cả này im á. Ừ có nè. Cái lỗ này đó móc không ra hay gì? Đúng rồi, từ từ đi. Móc ra giùm em. Tôi chỉ đang móc thôi nè. Từ từ đi. Rồi ra rồi. Ngủ đây quá trời luôn. Sổ há họng luôn kìa chị Hai. Uống nụ ha. Mình dám dép luôn. Con ôi ôi. Hết chạy luôn. Nhiều quá đây nhiều nha. Ừ, ở đây nhiều quá. Ngóc đi, ngóc chết. Chị Việt làm gì vậy hả? Mới là bóp bóp gì sao? Bóp gì? Đây là mini nhon. À đây em thấy rồi. Thấy không? Lấy rồi mẹ em sao? Nè. Thấy không? Thấy chưa? Ừ. Đó đó. Đụng vô. Thôi giấc này nó hết lạnh nè ha. Nó mép luôn. Mấy ông này nằm trong hang ác ác không trời. Nè em thấy được chứ nè. Mấy lần nãy chưa mò được con gì nhưng giấc này như là im rồi đó. Bụng đâu cũng vô dính nha. Dính hang nó chưa nhưng nãy không được. Bây giờ mấy ông này nằm trong hang quá ấy quá. Để đi chị nắm cái đầu của chị lâu. Ba chưa?
Còn một con nữa nè chị. Chị hai. Đây nè, nó cứng quá. Trên đây nè, trên đây nè, cái tay em nè. Nè, vô đó. Ngồi đi kiếm đi chị mồi á, chị móc. Khô ngon, ngon cái này ngon đó nhà ơi. Ờ, có con của mình nó bị dính. Nữa nè. Có ốc luôn, ốc bự. Nữa nè cả nhà, mình bị trúng bánh. Chị Nguyệt ấy nó đây, em thấy cái đi. Nữa. Đến giờ nào? Ôi, nó lội thịt luôn à. Em mình trúng mà nhưng mà mình mò ra không được cả nhà ơi. Chị là yếu rồi. Đây. 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 Ủa, hai con một chỗ luôn cả nhà. Hai con một chỗ luôn. Có cường để nhờ. Không, cái lỗ này là cái lỗ mình mới móc vừa rồi cả nhà thì chung ba con luôn. Trời ơi. Đây. Tụi bé xương bự quá luôn cả nhà. Nè, nó ra. Thấy nó mở miệng nè. Ôi tính ra là cái hang này ba con một lỗ luôn. Ui con này bự nha. Con nhũ nè. À, đây nè, đây nữa nè, nữa nè. Nữa nè. Ghê vậy trời. Nghe chăng cái chỗ cái hang cũ luôn á chị. Ừ. Nè nữa nè, nữa nè. Ôi vậy nè, vậy là ba con một chỗ giống chị. Đúng rồi đó. Nữa nè, cái chỗ cũ luôn chứ phải. Nè nhà, ôi trời. Còn một con nữa nhà ơi. Nè, còn một con mình lôi ra từ từ. Hai con luôn nè. Ui, cái xương nó đâu lặn rồi đó. Ui, rồi lặn mà gì thế. Cái này con nhỏ. Coi còn không? Hết rồi. Trời ơi, cái hèn. Kìa, cái xương lặn. Ui, tụt luôn cái nhà. Lặn dảnh dò luôn. Lâu hoài luôn. Có không? Dục à. Ây da, bên này nhiều quá nhỉ. Trời ơi. Sao mẹ nó quá khảo luôn. Đạp cái muốn ói luôn. Sao mà cái con này nó cứng quá chị hai. Gì? Cái tay em phía nè, đó. Nó cứng quá. Nè nữa nè. Vui dữ trời. Nở ra nè. Nè cái nha. Ừ. Nè ai nhìn nó mở miệng đó nè. Bự bự không cả nhà ơi nè. Đâu rồi đúng rồi. Ừ hai ba con nó bự bự không cả nhà. À. Ừ. Nãy giờ có một chỗ một á. Một chỗ một con rồi, ba bốn con rồi đó. Ba đã. Ủa đi này đi nè. Coi là mắc cười quá hả. Cứng quá. Hey. Nó xíu mà nó nhỏ mà nó nằm trong hang như là nó hơi sâu vậy đó. Còn nữa không? Coi ơi, còn nữa không? Để em ăn lục nè. Nãy giờ có một hang, một đống, nguyên bầy ốc luôn nè. Con. Ui. Đây nữa nè, đây nữa nè. Nè. Chờ bấm đít, bấm. Ai bấm gì? Ai đây. Ôi, tính ra hồi nãy mình ở bên kia mình không có con nào qua đây mình quá trời luôn. Mày chị. Là chị lấy cho em. Ủa đây nữa nè. Ủa, ba ống con luôn. Sao mà? Ủa. Nó vô vô hang á cả nhà. Cứng quá à. Hôm bữa mình mò bên kia không mà nó không có mò bên đây. Trời ơi sao mà nó cứng quá chị ơi. Cái đâu hoài vậy? Đây nè. Tức quá tức mà lấy đồ á, đào lên á. Ừ. Sao em luôn rồi Sương? Nè. Em đang móc nè. Một con này ở nhà thịt không luôn. Chị móc cho em thôi chị. Chị đang móc cái chị vậy. Móc của chị rồi. Đang con đó nè. Nè. Ôi nó lội thịt luôn nè. Trời ơi lên rồi nè. Chưa ra nữa hả? Chưa. Ủa. Hai con luôn. Hai con luôn. Nha. Một con này nãy nha. Giờ em có một con mà ngoài nãy giờ nó còn dính trong đây nè chị ơi. Dở quá. Nè cái con nữa nè. Ui. Hai con này đó nhà ơi. Để ra rồi chị ơi. Đúng kìa. Ra chưa? Đúng kìa.
Muốn ra rồi, chưa ra hả? Ôi tính ra, ở đây im lắm. À, chị ấy kìa. Cái xương rồi, xương móc nó về hai ba con rồi kìa. Đây gì móc cho, đi ra cho phát móc. Dạ. Trời ơi, có nhiều mà móc hoài móc không ra trời. Cái tay thấy quá. Ủa, con này nó uống luôn luôn, nó bự nè. Ở nhà thấy không, có lòi thịt nè. Nè, nữa nè, nữa nè. Thiệt á, để em đào lên. Dữ vậy? Thiệt á. Trời ơi, còn hơn là trúng vô cái chỗ đầu vàng ấy. Phải thì được vậy. Ủa, đây nè, đây. Ủa, mình tưởng là mình định mò móc con lộn, mình định gờ vô thử ai vậy. Trúng là móc luôn. Hơi sâu quá nha. Đó. Ôi con nào cũng thịt không luôn. Chứ này về xào ăn quá cháy luôn. Bé Phụng nằm nhà đợi mình nữa nha. Nằm trên nhà đợi. Trời, bé Phụng mà thấy thấy được cái coi được cái video này, bé Phụng chắc chết luôn. Bé Phụng chưa bao giờ được đi mò hang mấy con này giống mình đâu. Này nữa này. Ôi. Quá trời nhiều lắm không? Bên đây nhiều lắm. Có một chỗ một nãy giờ thôi. Có một chỗ một không đi nổi luôn. Nãy giờ em chỉ nhích tích tí xíu thôi. Cái xương thấy mò im luôn vậy mà quá trời luôn. Cái xương làm cũng ngon à. Ngon à nha. Ngon đó. Có không chị? Có. Để móc con này ra đó. Đây nhìn giờ lạnh quá cả nhà ơi. Quéo 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 mà. Rửa tay á. Chưa? Rồi. Đây là cả nhà ơi. Mấy chị em mình nó cũng mò được một thao luôn đó nha. Bum bum chang chang. Thì về mấy chị em mình sẽ làm cái gì đó ăn. Trong thời gian chờ đợi mình tắm ở nhà thì mình sẽ bỏ ớt đây nè. Mình ngâm cho nó nhả đất ra rồi mình mới chế biến. Thì mình làm món gì ăn á thì cả nhà nói xem nha. Bây giờ mấy chị em mình sẽ đi về tắm cho cả nhà. Cả nhà nhớ xem mình nấu gì ăn nha. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, mình cái này mình về mình luộc lên cả nhà. Xong mình đem lên mình xào cho khô cả nhà. Bây giờ thì nó cũng chín rồi. Cái xương thì đang ấy ra rồi cả nhà. Mình sẽ tắt bếp nha. Sẽ xúc nó ra dĩa thôi. Rồi cái chảo này về rửa chắc ói luôn. Dài lắm luôn. Thì cả nhà đợi mình bên cái ghế nha cả nhà. Nhà ơi, mấy chị mình quay lại rồi nè. Thì bây giờ mấy chị mình dọn ra cả nhà. Thì mời cả nhà ăn mình nha. Thành viên mới. Thành viên mới. Có ai muốn gia nhập team mấy em không? Rồi ăn đi mấy đứa ơi. Ăn sao? Chị ra với xương ngư chị còn sao đẹp quá vậy. Đó là lấy sao vậy? Ăn sao hả? Yeah. Thì gói đi chị hai ăn giùm nha. Với sao cũng được không? Không ăn không được. Với sao cũng được chị ăn á. Không được gì nữa. Chị gao luôn. Quá chị gao luôn. Có chuối rồi đó mới đó. Mẹ nó ăn chuối không? Nó ăn chuối hả? Không có thôi. Thích thôi. Để ăn bún vô nhà. Nhà mưa lạnh lạnh á. Làm một cái cuốn chấm nước mắm cay cay á. Ôi ngon. Cuốn đâu à? Ăn này của bé Lon mò đó. Anh tự ăn em dữ lắm. Đi xuống. Dằn có đầy luôn.
Trời, ăn rồi bà phụ mất rồi. Em không biết gì hết đó nha. Cắm nè, múc vô. Múc vô chén nè. Tại cái muỗng bự quá à, múc múc không hết. Ừ, cái muỗng bự đó. Người thông minh có nó đi ghi luôn. Ủa, nó gì ngu à. Bé này, con bé này thì là đau lòng. Đây, phụt mấy giờ xuống phụt. Thôi được. Mà cả nhà cũng ăn mình nha. Ngon vậy? Ngon quá. Nhặn. Mười diễm. Chị mười diễm. Em cảm ơn. Ừ. Diễm dai ghê quá. Dạ luôn á. Trời ơi, của em có bể nữa rồi. Sao bọn cầm cầm nhặn sao bọn? Ngon. Ngon rồi hả? Thật tuyệt. Tuyệt vời. Thương chưa ăn nữa. Chưa ăn nữa. Ngon bể. Trời ơi, cầm nhặn mấy xương lâu á. Mở cái nhà nha. Lâm. Mở nhận quá. Mở nhận quá. Nó ăn đến như lừa lừng á. Trời ơi, muốn chấm cho cay luôn á. Ừ. Đang lạnh là ăn cái là nóng ấm người lên. Ừ, vũ dao sao đó nha. Đứng đáng dữ à. Mấy con này nó dài. Ừ. Cũng dài quá. À. Ngon không? Ngon lên mà nãy giờ hai cú rồi đó. Ăn nãy giờ quá trời quá nha. Cái Phụng hồi nãy bệnh nó cái nhà đâu có đi mò với mình được không? Lấy giùm em miếng trắng. Còn dễ thì mới đi học về. Mình là hành lang trực. Chung vô luôn, ở đầu chung vô hay thế nào? Chung, như là gì đó chung vô. Chết rồi. Chết rồi, ôi rồi. Hết cũng đẹp. Ramen sắp rồi đó. Sắp vậy. Ngon. Ngon quá. Cái em bị bệnh tôi đẹp quá. Đây là ai làm sẵn là ngon quá ha. Đúng rồi, nhiệm gì nha. Ăn trực cũng ngon nha. Đúng rồi. Cái này cả nhà gặm gặm đi xuống sông mò này kia lên xào gói cháy em cũng ngon đó nha. Quá trời ăn luôn. Bé Sương ha, cố cái đậu cũng em lớn. Cố đậu. Cố một tầm tay. Không, bé Sương sao ít ít. Tao vẫn nhỏ hơn tầm tay mà. Hồi hồi có ai. Thì cả nhà ơi, bây giờ mấy chị em mình sẽ ăn này kia mà caramel ăn cả nhà ơi. Thì video tới đây mấy chị em mình xin chấp lại cả nhà. Mình xin cảm ơn bà cô chú anh chị bạn đã xem hết video nha. Cả nhà hãy nhớ like, đăng ký, nhấn chuông nha cả nhà. Hẹn bà cô chú anh chị bạn lúc sau nha. Xin chào.